Vụ cháy tại số nhà 311 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội, một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, nhất là những dạng nhà ống, nhà ở kết hợp với kinh doanh. Đặc biệt khi đang bước vào mùa khô, những nguy cơ về cháy nổ lại càng gia tăng nếu như chúng ta không có ý thức trong công tác đảm bảo an toàn tại khu dân cư. Đây là hiện trường xảy ra vụ cháy làm 4 người chết tại số 311 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội. Do ngôi nhà thiết kế dạng ống nằm giữa nhiều ngôi nhà khác nên việc tiếp cận hiện trường và công tác dập lửa của lực lượng phòng cháy chữa cháy khá khó khăn. Dù đã điều 10 xe cứu hỏa, 5 xe cứu thương cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường, nhưng phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy. Trước đó vào cuối tháng 3 vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra hai vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại hộ gia đình làm chết 9 người. Điểm chung của những vụ cháy này đều xảy ra vào lúc rạng sáng và những căn nhà này đều là nhà hộp, nhà ống, không có lối thoát hiểm. Khi xảy ra hỏa hoạn, đa phần các nạn nhân đều đang nằm ngủ, phản ứng không kịp trước các tình huống bất ngờ dẫn đến tử vong do bị ngạt. Nguyên nhân của những cái tình huống mà dẫn đến cháy chết nhiều người là thường khi mà phân tích chúng tôi thấy rằng cái đặc điểm nó là xảy ra vào cái thời điểm ban đêm và khi mọi con người đang trạng thái ngủ và đó là cái trạng thái bị động trong việc ứng phó. Cái thứ hai nữa là đối với những hộ gia đình đó là có một cửa duy nhất thoát ra ngoài, một cửa ra vào và ở ban đêm thì có thể có nhiều lớp cửa. Do vậy là khi đang ngủ mà đã hít phải khói khí độc, khi đó là cái khả năng phản ứng con người đã kém đi rồi và khi cháy đã lớn rồi mới phát hiện ra và khi phát hiện ra thì dễ dẫn đến hoảng loạn và khi hoảng loạn như vậy thì cái khả năng thoát nạn ra khỏi đám cháy là rất khó khăn. Theo nhận định của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, tình hình cháy nổ ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh luôn chiếm tỷ lệ cao về cả số vụ trên 50% và thiệt hại về người tài sản là 83%. Các vụ cháy nhỏ ở khu dân cư lại thường gây thiệt hại nhiều hơn về người. Vì thế, đối với các hộ gia đình sinh sống trong những căn hộ bịt bùng, nhà hộp, nhà ống, người dân không nên lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. Trường hợp đã lắp thì phải có cửa chốt trong và không được khóa. Chúng tôi đã khuyến cáo nhiều lần rồi. Tuy nhiên, sau những cái vụ như này, chúng tôi lại tiếp tục khuyến cáo mạnh hơn, dày hơn và tăng cái cường độ. Ngoài cái việc là bồi dưỡng cho mình những kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn, thì trong mỗi hộ gia đình cần có trang bị những cái phương tiện chữa cháy ban đầu. Ví dụ như là bình chữa cháy xách tay, các dạng như bình bột, bình khí để có thể chủ động xử lý và dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh. Đồng thời trong mỗi hộ gia đình có thể lắp đặt những thiết bị để có thể phát hiện cháy sớm. Bên cạnh đó, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cũng khuyến cáo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, khuyến cáo để người dân thay đổi nhận thức, chủ động trong phòng cháy chữa cháy.